bus. Bảo tàng hiện đã đóng cửa, nhân viên trong tòa nhà vui lòng tắt hết đèn. Kiki, đến lúc rồi. Tôi đến đây. Tôi có chiếc đuôi to tròn. Ông không long đuôi chì. Tôi thích ăn lá cây. Ông không long đuôi chì. Vẫn đang ở đây. Một sân kia đang trên đồng kia, chúng ta thấy rất đáng sợ. Một sân kia đang trên đồng kia, chúng ta thấy rất đáng sợ. Sợ quá đi. Cần phải luyện tập thật chăm chỉ để có thể giành được huy chương. Đi thôi nào các con. Vâng ạ. Chào mừng các bạn nhỏ đến với hội thi mùa đông. Xin mời các bạn nhỏ tới thế giới tuyết và băng. Hội thi bắt đầu. Hội thi mùa đông. Với nhiều môn thể thao. Với nhiều môn thể thao. Hãy lại đây, hãy lại đây. Chúng mình cùng thi thôi nào. Hãy lại đây, hãy lại đây. Mình cùng đi thôi nào. Chúng ta bắt đầu ngay nhé. Thi chất băng nghệ thuật, nhảy cao vời xoay vòng, chúng mình cùng so tài, ai là người thắng cuộc. Thi chất băng tốc độ, hãy xem ai nhanh hơn nào, chúng mình cùng so tài, tìm người thắng dù không giành được huy chương,
nhưng cậu đã có được thói quen luyện tập vô cùng tốt đấy. Cậu nói đúng, tớ luyện tập hàng ngày. Các cậu hãy xem này, tớ cảm thấy mình khỏe mạnh hơn rất nhiều. Và tớ có thể chạy nhanh hơn trước nữa. Đã xong. Wow, chúng ta cùng làm pizza kẹo đi. Các con đừng lo. Sao chúng ta không tô màu cho những chiếc xe này nhỉ? Vâng ạ. Cùng nhau ta tô màu vào xe chữa cháy này. Màu màu hãy chọn màu. Màu đỏ ngay đây rồi, mình tô ngay thôi nào. La 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 la. Xe cảnh sát này. Màu màu hãy chọn màu. Màu xanh dương đây rồi, mình tông ngay thôi nào.
vào xe cứu thương này. Mau mau hãy chọn màu, màu trắng ngay đây rồi mình tô ngay thôi nào. La 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 la, màu trắng, màu trắng, mình cùng tô xe cứu thương này. La 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 la, xe cứu thương đến giúp bạn. Đi đi nhanh thôi, xe cứu thương đây rồi. Đi đi nhanh thôi, xe cứu thương đây rồi. Và thế là con quái vật đã ra đi và không bao giờ quay trở lại. Kiki, quái vật có thật không? Tất nhiên là không rồi. Hả? Kiki, mất điện rồi. Kiki. Kiki. Ở đây. Tớ vừa đi lấy đèn pin đấy. Tớ cứ nghĩ là quái vật. Làm gì có quái vật. Mình nghe xem có tiếng gì. Bum 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 bum. Mình nghe xem có tiếng gì. Bam 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 bam. Cầm giường đây đang có quái thú sao. Bu hu hu. Thật là sợ. Chúng mình hãy lấy đồ chơi ra khỏi gầm giường nhé. Đồng ý. Trong bếp có gì kia? Một con quái thú to thật to. Mình cần bình tĩnh và nhìn thật kỹ. Kìa nó rất đáng sợ. Trong bếp có gì kia? Hai con quái thú to thật to. Mình cần bình tĩnh và nhìn thật kỹ. Kìa nó rất đáng sợ. Trong bếp có gì kia? Ba con quái thú to thật to. Mình cần bình tĩnh và nhìn thật kỹ. Nghe chuông rất đáng sợ.
Cuộc đua trượt băng sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Tớ sẽ thắng cuộc thi này. Tớ sẽ thắng. Các cậu đừng tranh cãi nữa. Chúng ta sẽ biết ai là người chiến thắng sau cuộc đua. Tớ cũng muốn đua. Tớ cũng muốn đua. Được thôi. Các cậu hãy đứng vào vạch nào. Chuẩn bị. Nhanh thật nhanh chúng ta đùa nào. Nhanh thật nhanh hãy cùng tiến lên nhé bạn. Ai sẽ là người nhanh nhất? Là tớ. Ai sẽ là người nhanh nhất? Là tớ. Tớ sẽ là người chiến thắng. Tớ mới là người chiến thắng. Ôi không, thật buồn mình thua. Cậu sao thế Hen? Tớ thua rồi, tớ chẳng muốn thi nữa đâu. Hen, cậu mới thua lần đầu thôi mà. Cố lên, cậu có thể làm được. Được rồi, tớ sẽ thử lại. Được đấy. Nếu không có sự giúp đỡ của các cậu thì tớ đã chẳng làm được gì. Tớ cảm ơn nhá. Đại hội thể thao Baby Bus bơi lội. Các bạn, cuộc thi bơi sắp bắt đầu rồi. Yeah, tớ muốn giành được giải nhất. Kiki, tớ nghĩ cậu chỉ được giải nhì thôi. Thế thì ai sẽ là người đoạt giải nhất? Dĩ nhiên là tớ rồi. Mọi người, đây là giải thưởng của các em. Các em sẽ nhận được chúng sau cuộc thi. Được rồi, các em cần phải khởi động trước. Ba ơi, con hồi hộp quá. Con trai đừng lo, hãy tự tin và dũng cảm lên nào. Vâng ạ. Mọi người hãy chuẩn bị đi, cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Chuẩn bị, xuất phát. Cố lên, cố lên. Cậu không thể đuổi kịp tớ nếu chậm chạp như vậy đâu. Ồ, Hèn đang dẫn đầu cuộc thi. Ngay sau đó là Rudon. Wow, Rudon đã vượt qua Hèn. Cậu ấy đang tăng tốc. Wow, Rudon cố lên, cố lên. Cố lên, Rudon, cố lên.
cố lên nào, cố lên. Cái gì, không thể tin được. 10 mét, 5 mét, cố lên. Thật tuyệt vời, Rudolph đã là người thắng cuộc. Hãy tặng cậu ấy một tràng pháo tay nào. Wow, bà ơi, con làm được rồi, con đã giành được giải nhất. Mặc dù cậu ấy đi rất chậm trên mặt đất, nhưng ở trong nước cậu ấy bơi thật là nhanh. Chú biết, con trai chú sẽ làm các cháu bất ngờ mà. Cuối cùng cũng tới đích. Các cậu mặc kệ tớ đi, mình phải lại thua Rudolph. Rudolph, con thật là giỏi, lên đây đi. Vâng ạ. Rudolph. Chùa sâu, Momo, các con ăn hết bim bim rồi sao? Các bạn nhỏ, mỗi người đều giỏi trong một lĩnh vực nào đó. Các bạn hãy tự tin thử và tìm ra điều mình giỏi nhất nhé.